lượng của U20 Việt Nam lần này tập trung để chuẩn bị cho BTV Cup 2019, chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 1999 và 2000 như Mạnh Ngọc Hà, Dương Tùng Lâm, Đặng Văn Tới cùng các cầu thủ cùng U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2019 như thủ môn Dương Tùng Lâm, Quan Văn Chuẩn, Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú. Điều đáng chú ý là sự góp mặt của hai cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cùng U20 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Hữu Thắng. Huấn luyện viên trưởng dẫn dắt U20 Việt Nam tham gia BTV Cup 2019 chính là ông Dương Hồng Sơn, người vừa cùng U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế vào tháng 11 vừa qua. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 vào lúc 9 giờ và 15 giờ 30. Sau đó toàn đội sẽ tham dự BTV Cup 2019 tại Bình Dương từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 với sự có mặt của U20 Campuchia, U20 Myanmar và câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.